An ơi hãy kiểm soát thời gian, các bạn vẫn chưa có hình đơn nha. 5 không, 4 không kịp. 3 2 em thấy có 1. Hình rồi, em thấy có hình hết rồi. Giờ sự duy nhất, uniqueness là thông điệp mà tất cả các cô gái trong nhóm thực hiện thử thách đầu tiên muốn truyền tải thông qua bộ ảnh này. Bởi vì chúng em tin rằng trên thế giới này với 8 tỷ người ngoài kia, mỗi người chúng ta đều mang những bản sắc và đặc trưng khác nhau. Và chính sự khác biệt đó sẽ làm cho chúng ta trở nên đặc biệt. Trang sức của Ngọc Châu Âu luôn được thiết kế để tôn vinh nên sự khác biệt và giúp chúng em có thể tự tin tỏa sáng với chính hào quang của mình. Cái ý tưởng của tụi em muốn mang đến đó chính là sự duy nhất, uniqueness. Bởi vì trong nhóm tụi em có những cái màu da khác nhau, vẻ đẹp rất là khác nhau, gương mặt khác nhau, nụ cười khác nhau. Và tụi em muốn tôn vinh lên rằng tất cả mọi người khi mà được diện cái bộ trang sức của Ngọc Châu Âu thì đều có thể tự tin với hào quang của riêng mình. Together, we celebrate uniqueness. Tụi em xin được phép bắt đầu phần photoshoot của mình. Dạ anh ơi, có góc nào mà không ổn hay là hình như thế nào thì anh cứ báo cho em liền nha, em cảm ơn anh. Bước lên một bước nữa, rồi tụi em sẽ thực hiện tấm ảnh nhóm trong 5 phút đầu tiên. À em ơi, anh nhắc trước luôn, tại vì hiện tại cái background của mình nó chỉ có 10m² thôi. Và hiện tại nếu mà bạn đó đứng ở phía đó là sẽ bị lộ background. Rồi, vậy lại xích vô sau cái cây cột, đúng rồi. Rồi, đừng xích quá. Bạn nghe phía này là bị lộ background. Vậy là bạn này xích vô đúng không anh? Đúng rồi, em phải cho các bạn xích vô. Rồi, Kim Lễ xích vô một xíu, chị xích qua giùm em một xíu luôn, hai người một bước. Rồi, được rồi. Chân đưa lên xíu, đúng rồi. Rồi, à, Hoàng An lại được nhận cái vai trò là lead team. Nó vừa là cái động lực để mà mình cố gắng học hỏi và đồng thời nó cũng là một cái áp lực rất là khủng khiếp. Rồi, mọi người sẵn sàng chuẩn chụp nhé. Nhắm mắt, mở mắt. Rồi, ok. Các cô gái cần phải thể khí chất riêng của mình bởi vì ở đây là 5 cái váy xẻ y như nhau rồi đó. Rồi, 1, 2, 3. Khi mà vào đấy thì ban giám khảo cũng có hướng dẫn lại bọn em, thì bọn em cũng đã hoàn thành và có những cái tấm hình có thể là khá là tốt. Ôi, sorry. Không sao. Dạ, không sao. An ơi, hãy kiểm soát thời gian, các bạn vẫn chưa có hình đơn nha. 1, 2, 3. Tấm cuối, 1, 2, 3. Out ra hết, chuẩn bị chụp cá nhân nha. Hơn nửa thời gian trôi qua rồi, hiện tại là bây giờ em chưa có hình cá nhân đó nha. Hiện tại mấy bạn chỉ còn 5 phút chụp hình cá nhân. Cái này ngồi nó sẽ không đẹp rồi em. Chụp giùm em liền anh ơi, chụp giùm em liền. Còn cùi chỏ bẻ răng trước, bàn tay mềm lại, cái ngón đừng có đưa thả ra, kéo lên. Tay lại. Thả ra từ dưới kéo lên, đúng rồi. Thẳng mặt lại, chụp hình thẻ, thẳng mặt lại. Em cho đúng luôn, tại vì cái áo đã chèo một bộ chân sức rồi. Rồi, ok. Còn 4 phút nữa nha em ơi. Lẹ lên. Chị đứng ra đi, vào dáng của chị đi. Mặc nha, thần thái tí nha. Từ đó trễ nha, nhanh lên. Rồi, out. Thần thái lên, vui lên em ơi. Rồi, anh đổi qua bạn bên phải giúp em. Các bạn còn bạn này nhanh lên. Đúng rồi, cao tay lên này. Lên một xíu nữa. Rồi chuyển qua bạn này giúp em với. Bạn này, nhanh lên. Chị, check hình cho bạn giùm em. Các bạn còn 2 phút. Khép ngón tay lại. Đúng rồi. Chị ơi, mắt sâu, hơi buồn. Chị có muốn bộ trang sức này là của chị không? Vui lên. Đúng rồi, đẹp rồi. Em sẽ chú ý vào cái thần thái trên gương mặt các bạn, đặc biệt là ánh mắt. Bởi vì đối với những bộ ảnh trang sức thì ánh mắt chính là cái vũ khí mạnh nhất để truyền đến người xem một cái thông điệp nào đó về bộ trang sức của mình đang đeo. Mặt em đang bị trợn á, mắt rất là bị trợn. Dạ rồi. Thả lỏng á. Mặt sang bên này. Rồi, check giùm anh. Cảm ơn mọi người. Đúng rồi, chơi rồi, tóc này ok rồi nè. Các bạn còn 30 giây thực hiện thử thách. Em chụp lại. Vì đang còn thời gian nên em quyết định là mình còn thời gian nào là mình sẽ cố gắng hết sức đến giây phút cuối cùng. 5 4 không kịp. 3 2 Em thấy có 1. Hình rồi, em thấy có hình hết rồi. Hết giờ. Bây giờ là thời gian chọn hình cho các bạn, bắt đầu. Thì em tin là nhóm trưởng của mình đã chọn ra được những tấm hình đẹp nhất cho các thành viên trong nhóm và có ảnh chung đẹp. Em tin là nhóm trưởng của em sẽ làm được điều đó. 3 2 1 Hết giờ. Chị thấy cái phần chụp hình của các bạn quá căng thẳng á, cho nên là chưa có thể hiện được khi mà mình tạo dáng của mình nó chưa có đẹp. Mấy bạn có thể chọn những kiểu góc cạnh, những kiểu pose hình nó đa dạng hơn, cho nên là cũng khá là tiếc. Em nghĩ là cái sự thiếu kinh nghiệm và
chưa tốt về phần modeling của em, nó cũng phần nào ảnh hưởng tới phần thể hiện chung của cả nhóm, nên là em rất là xin lỗi tất cả chị em trong nhóm rất là nhiều. Chị cứ nghĩ rằng là An là người điều khiển cái set này rất là tốt, thế nhưng mà em đang thiếu cái tư duy bố cục, thì đây là một cái phần mà nó điểm không tốt. Các em mà đội đi đầu tiên nó sẽ còn nhiều cái sự bỡ ngỡ, và đặc biệt các em cũng còn rất là mới, thế nên đâu đó chị vẫn còn có một cái sự châm chức nhất định, nhưng điểm thì vẫn công bằng nhé. Khi mà nhóm đầu tiên ra thì Phương cũng cảm thấy rất là thương các em, bởi vì các em không có nhiều thời gian để chuẩn bị như các nhóm khác, thì mình có thể thông cảm và hiểu cho. Tuy nhiên rằng là cái kết quả cuối cùng ở trên set nó sẽ vẫn cần phải được rõ ràng ở trong điểm số. Tôi cũng rất là cảm thấy có lỗi với tất cả những cái thành viên trong nhóm, bởi vì mình đã không phải là một người có thể đem đến cho mọi người một phần thể hiện mà khiến cho mọi người có thể tự hào được. Và em nghĩ là em nợ các bạn rất là nhiều, không chỉ là một lời cảm ơn mà một lời xin lỗi.